Xin chào các bạn nhé, xin mời các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Người Vùng Cao TV nhé. Hiện tại ngày hôm nay mình lại đưa mọi người đi khám phá một cái chợ phiên vùng cao rất là mộc mạc và giản dị. Ở đó là chợ phiên xá Lùng Phình thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai nhé. Chợ phiên ở đây là họp vào thứ sáu hàng tuần. Giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình đi xuống chợ xem bà con ở đây họ mua bán như thế nào nhé. Xin mời mọi người cùng đi xuống chợ. Đây trên đường thì thấy các bà có bán ít ớt, đây là cả. Đây cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì hả cháu? Hả? Cái này là cái gì ạ? Hả? Cái xả để ăn hay để làm gì? Mọi người đã đi chợ về. Chợ ở đây họ rất là sớm nhé. Cô bán dưa. Ở đây là có mấy bà bán cà. Cà là phải buộc từng túm chứ. Như cái này là bao tiền một túm à? 10.000 một túm. Khá là rẻ nhỉ, cái cà tím này. 10.000 một túm này. Người bán ớt. Tam thất. Cái này là cái bột sắn dây. Cái rừng này. Cô đây mấy bà bán cũng bán rau cỏ, bán quả nho. Quả nho cái này bán bao tiền một cân hả? 50.000 á? 20.000 một cân quả nho, khá là ngon. Trên này thì họ có bán rượu này, rượu ngô ấy. Đấy, mấy bà bán rất là nhiều luôn. Rượu ngô là nó nặng ấy, khá là nhiều bọt nha các bạn. Rất là nặng. Rất là nhiều, chắc phải mấy trăm lít. Đây riêng bà này bà có mấy can này. Đây chị bán mật ong. Bác nào cần mật ong thì liên hệ mình nhé. Vùng cao thì không thể thiếu được món ớt. Khắp chợ phiên là toàn là ớt. Thank you.
ớt với lại quả dưa mèo. Bài có măng, cái này là măng ngứa này. Mấy bà thì vừa bán hàng vừa thêu cái hàng thổ cẩm, cái này thêu là quần áo ấy. Cái này là bà con để đi làm, người ta để đựu ngô, đựu những bao ngô và bao sắn này. Cái này là 3 tiền một cái này hả? À 200.000 đấy. Cua này bán măng này, rất là nhiều măng. Măng này bao tiền một khó này hả? 10.000 á. Bán rất nhiều măng mai, bán rất la liệt. Bán gà. Cái gì đây ta? Cái gì nhiều thế? À, bạt à? À, tưởng là cái gì mà... Ở đây họ bán rải rác ấy, chứ mọi hôm cũng rất là đông nhá. Cái mặt hàng rau cỏ này. Bán... kiểu không muốn tập trung ấy. Cái này là cái rau muống à, rau muống trồng ấy. Một cái hoa bí rất là đẹp nhỉ, nhìn ở trên này họ bán khá là nhiều cái gùi này. Trước là họ đan bằng nứa ấy, vầu, bây giờ họ cái này dùng bằng nhựa, nó cũng khá là bền và lâu. Giờ anh xin mời mọi người đi xuống chợ lợn nhé. À, khu này là chợ mua bán con lợn. Khu mua bán lợn rất là đông. Không mấy con còn bé bé này, chắc là như này là giống. Bán nốt rồi. Đấy. Con này mua bao nhiêu ấy? Triệu dưới à? Triệu dưới. Ở đây thì họ hay cho lợn vào những cái bao ấy để cho nó đỡ kêu.
lợn thì cứ cho vào bao là nó sẽ hết kêu ngay, nó nằm im đi, nó không chứ nó không giấy giụa nữa, chỉ cắt mỗi cái đầu ra. Đây khu này bán cả chó. Con này nó nhìn thấy người nó rất là mừng. Con này bán bao tiền đấy? Hả? À 500. Đây con này mới to này. Lợn đen khá là to. Con này bao tiền đấy anh? À bán 2 triệu. Nằm la liệt. À con này thì những con chạy cũng lai thôi, không phải đợi đen hẳn. Lợn này mới là đặc sản lợn đen, lợn này là lợn thịt, chứ lợn giống thì nó lại hơi hơi to, toàn là lợn xẻ. Ừ, sang bên này rất là nhiều nhé. Đây có mấy con này khá đẹp này. Con này bao tiền em? Con trắng trắng 2,5 triệu à? Ấy à, nó chui đầu vào đấy. Con này 2,5 triệu đắt đấy nhỉ. Đây là chó gì đây? Em bé kia con chó. Con chó này đi bán à? Con này ngoan nhỉ. Ý. Ôi ôi đừng làm nó đau thì nó cắn đấy. Đẹp nhỉ, toàn những chó. Rất là nhiều nhé, như anh kia có 4 con. Những con này mới đẹp nhỉ.
không có buôn pha thôi, chỉ có chó Nga này, chó Nga này, chó Bắc Hà này. Những con này bao tiền anh? Chó ta, chó Bắc Hà và chó Hồng Kông. Hả? Đã con này bao tiền? Con đấy 20 triệu. Con khoang này này. Con khoang này là con khá là đẹp. Một củ rưỡi này. Mua to mà nhỉ, nó là rưỡi này các bạn. Đây là khoang củ rưỡi. Đi xung quanh đây thì họ bán lợn này, với lại chó thì gần nhau, nói chung là sát nhau đây. Thì chó ở chợ ở đây thì cũng không đông bằng chó ở Bắc Hà đây. Ừ, chó à? Chó, chó ở trong bao. Vẫn còn bé nhỉ. Lợn. Cô mua à? Mua hay mang đi bán? Khu này thì mua bán quần áo, giày dép, khá là nhiều giày dép. Đây là quần áo hạ giá. Đây mọi người xuống xem mua khá là đông. Ở đây thì có quán ăn này, quán có chân giò. Khu ăn sáng. Đại ca ở phở mang xuống đây, đại ca lại mang nước đi theo sau thì mới chan nước. Hai thanh niên này có hai bộ quần áo này khá là đẹp. Có em bé mẹ này ăn phở, con này ăn xúc xích. Mọi người ăn khá là đông, rất là tấp nập. Quả chân giò. Ở đây chị ơi ăn phở.
có phở, có mèn mén, ốc đậu. Đây, phở họ tự tráng. Khá là to. Đây, mấy đứa thanh niên ăn phở đứng luôn. Ốc đậu mèn mén. Mấy mọi người đi chợ là cứ bán mèn mén với một bát ốc đậu. Cái này chỉ 20.000 thôi, 10.000 một bát. Đấy, quán nào cũng đông nhỉ. Ở đây trên này họ ăn đông nhỉ. Làm không kịp. Chắc giờ mình sẽ ăn bát phở ấy. Giờ mời mọi người chị làm cho em bát phở ấy ạ. Biết ăn cái gì được đây. Giờ có lẽ mình sẽ mời mọi người ăn sáng nhé. Làm bát phở tạm đấy. Hơi đói à. Thịt bóc cái này. Này là cỏ nhá, chứ không phải là thơm này. Ăn thì không để ý, ăn vào cái này. Thank you.
cấm này, kể cả người sang nói chuyện với cái này vẫn nói rõ. Ờ. Giờ mình lại mời mọi người cùng mình đi xuống chợ nhé, quay một vòng chợ. Ăn bát phở xong là toát hết mồ hôi. Đây là những thịt áp chả khá là ngon, đây là chả. Bà con. Bây giờ mới vào cho kia. Đây họ xiên ớt vừa bán, họ vừa xiên. Khu họ bán hàng quần áo thổ cẩm của người Mông. Cái này là mình dùng để làm quần áo hay là dùng làm gì ấy? Dùng làm quần áo. May quần áo. Dùng may quần áo ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.